Billion. Ok với các bạn là hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn em một cái bài mà ra được 3 tuần rồi. Nhưng mà cái bài này thì nói chung là đánh thì nó cũng vui, nhà nghe thì cũng vui. Đây là bài yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Khiếp qua cái tên bài hát dài như tên mấy cái phim Weibo ở bên Nhật vậy. Bài này là của Eric. Bài này về cơ bản thì nó khó thì nó không khó, nó cũng khá là đều thôi. Nhưng mà bài này nó bị một cái là nó có đoạn lên tông. Ôi trời ơi, bài này có đoạn lên tông nên là anh em sẽ rất là vất vả, đảm bảo sẽ rất là khó khăn. Bởi vì bài này lên có nửa tông thôi. Mà bài này ấy, vốn tông gốc là chúng ta đã phải chơi ở trên tông la trưởng rồi. Trên tông la trưởng nó là một tông khó rồi. Thì ở trong bài này thì mình sẽ dùng capo kèm vào khoang 2. Chúng ta sẽ chơi trên tông son trưởng. Nó sẽ dễ cho đến khi anh em lên tông. Đó, về cơ bản là như thế. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào xem bài này thì sẽ chơi những cái hợp như nào nhá. Ok, về cơ bản thì cái hợp âm của bài này nó sẽ rất là nhiều, nó nhiều lắm luôn. Thế nên là chúng ta sẽ đi qua những cái hợp âm đấy. Hợp âm đầu tiên của chúng ta ở trong bài này là son trưởng. Đó. Tớ có để cái bây giờ là để cho cái video nó ngắn hơn với cả các thứ. Có thể anh em chơi đàn quen rồi thì anh em có thể nhìn cái tọa độ ở đây. Tớ sẽ để cái tọa độ hợp âm ở cái chỗ này. Đấy, anh em nhìn vào đấy anh em đặt tay theo nhé. Tớ chỉ nói là mỗi hợp âm thì chúng ta sẽ đặt bass ở đâu thôi. Đó, ok chưa? Bài này thì hợp âm đầu tiên của chúng ta là son trưởng. Giáng tay sẽ như thế này. Chúng ta sẽ đánh từ dây 6 trở đi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm mi thứ. Ở trong bài này thì tớ khuyên anh em là chỉ cần chơi mi thứ như thế này thôi. Còn nếu không thì anh em có thể chơi hợp âm mi thứ 7. Ở trong bài này thì nếu mà chúng ta chơi mi thứ 7 thì nghe nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mi thứ 7 thì anh em chỉ cần chơi như này cho tớ thôi. Đây là chúng ta sẽ cho thêm con út vào dây 2 khoảng 3 như này. Rất là nhẹ nhàng. Đó, ok chưa? Sau đó chúng ta có hợp la thứ. Trông như thế này. Đó. Đánh từ dây 5 trở đi. Sau đó anh em nếu mà thích chơi nhẹ nhàng hơn thì anh em có thể bỏ ngón áo ra, chúng ta chơi la thứ 7. Nó sẽ nhẹ tai hơn, tiếng đàn nó nhẹ nhàng hơn. Sau đó chúng ta có hợp âm đô thứ, sẽ là cái hợp âm khó đầu tiên trong bài này của chúng ta. Đô thứ thì anh em sẽ phải chặn vào như thế này, dùng một ngón trỏ chặn hết toàn bộ khoang 3 luôn và đặt từng ngón tay vào. Đó. Chúng ta sẽ chơi bass là dây 5. Sau đó là chúng ta sẽ có hợp âm rê trưởng. Rê trưởng trông như này. Đánh dây 4 cho đi, bass vào dây 4. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm si thứ. Si thứ ở trong bài này thì anh em có thể chơi si thứ 7 cho nó nhẹ tay. Thì nếu mà lúc nào anh em chỉ giải đàn thôi ấy, thì anh em nên chơi si thứ này cho nó nhẹ nhàng. Đấy là một ngón tay vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Đánh từ dây 5 trở đi. Đó. Chơi cái này nó sẽ nhẹ tay hơn. Nhưng mà khi mà anh em quạt ấy, thì ta khuyên là anh em nên chơi chuẩn luôn thì quạt nó sẽ hay hơn. Đó. Hợp âm si thứ 7 hoặc là si thứ thì anh em cũng lại chặn toàn bộ khoang 2 lại như này. Cho một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Anh em có thể bỏ ngón út ra nếu như muốn nó nhẹ nhàng hơn, chơi nó đỡ đau tay hơn. Thời gian nó vẫn đau như vậy thôi, chả khác gì cả. Đánh từ dây 5 trở đi. Chúng ta sẽ có hợp âm đô trưởng. Đô trưởng thì chúng ta trông như thế này. Một ngón vào đây, vào đây, vào đây. Đánh từ dây 5 trở đi. Ok. Và chúng ta sẽ có hợp âm mi trưởng. Mi trưởng là anh em sẽ bấm như kiểu cái la thứ như lúc nãy này. Nhưng mà mỗi tội là bây giờ tất cả ngón tay chúng ta lên dây bên trên. Ngón đây và ngón đây. Chúng ta đánh từ dây 6 cho đi. Sao rồi? Đơn giản vậy thôi. Đó là gọi là toàn bộ những cái hợp âm mà chưa lên tông thì chúng ta sẽ chơi những hợp này. Tí nữa đến đoạn lên tông ta sẽ hướng dẫn về hợp âm của đoạn lên tông sau. Đó. Đấy sẽ là hợp âm của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ vào xem bài hát như thế nào. Ok, đầu tiên là anh em sẽ nhìn thấy là tớ sẽ để cho anh em cái phần hợp âm ở ngay bên phải màn hình như thế này. Và ở bên dưới sẽ là tớ sẽ viết cái phần tiết tấu chơi của chúng ta. Đó, ok chưa? Thì ở đây nhé, ở trong bài này thì anh em nếu mà để chơi cái bài này thì thực ra là nó sẽ khá là dễ thôi. Bài này rất là đơn giản thôi. Nhịp 4-4 thì mỗi một cái hợp âm này của chúng ta nhé, mỗi một hợp âm, ví dụ như đầu tiên chúng ta có hợp âm son. Đấy, hợp âm son chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh em đếm cho tớ mỗi một hợp âm, đếm từ 1 đến 8. Và bài này sẽ có một điểm đặc biệt. Đấy là chúng ta sẽ đếm 2 lần luôn. Đếm 2 lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta lại thêm một lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nữa. Nó rất là nhiều. Ok chưa? Thì mỗi một cái con số đếm từ 1 đến 8 này nhé. Anh em đánh cho tớ một cái tiết tấu. Nó là 3, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Đấy. Anh em đếm thật là đều vào. Mỗi hợp âm anh đếm rất là đều nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đếm rất là đều như thế. Thì mỗi một con số đấy sẽ tương đương với cái bát 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Tức là cái dây đàn của chúng ta chơi. Bát 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Đấy. Bát. Số dây như thế thôi tớ. Và đếm đúng như những gì anh em đọc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5,
một hợp âm anh em đánh cho tớ đầy đủ như thế là chúng ta sẽ ra nhạc luôn. Đó, ví dụ này. Mùi hương hoa diên vĩ hay là đôi tóc mềm, ngàn vì sao trăng sáng hơn đôi mắt của em. Thần đẹp đến trăng thêm thu vài nắng sau mây. Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay? Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buồn. Hợp âm nào anh em cũng đánh như thế là nó ra nhạc luôn. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, riêng hợp âm rê trưởng, riêng hợp âm rê trưởng thì anh em đánh cho tớ là bát 3 2 3 1 3 2 3. Đó, tất cả các hợp âm khác ví dụ là son này, mi thứ này, la thứ này, đô thứ vân vân, anh em đều đánh là bát 4 3 4 2 4 3 4. Nhưng riêng rê trưởng anh em đánh là bát 3 2 3 1 3 2 3. Đó, nếu anh em chỉ giải thôi là như thế này nó ra cả bài luôn rồi. Tớ thử đoạn điệp khúc nhá. Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Một người yêu em nhớ chắc chắn sẽ không bỏ đi. Nên phải buồn em đâu. Oh, oh, oh. Phong ba sóng gió phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau. Đó, rất là dễ, nó chỉ có mỗi thế thôi. Còn nếu như anh em bảo là à, cái đoạn trên, cái đoạn từ mùi hương hoa diên vĩ thì các bạn cứ lại kìm lòng suốt thôi, thì chúng ta đánh theo cái kiểu đấy rồi. Thế bây giờ mình muốn là vào đoạn điệp khúc nó giải, nó hay hơn đi, nó lạ hơn đi, nó khác một tí, để bài hát nó đặc biệt hơn đấy, kiểu đấy. Thì chúng ta có thể chơi một cái tiết tấu nghe như này. Khi không muốn lá rời cành, khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về cộng với anh. Chúng ta có thể chơi như thế nghe cho nó khác đi một tí. À, ok chưa? Cái tiết tấu đấy thì anh em sẽ đánh như thế này cho tớ nhé. Bát 4 3 2 đập 3 bát 3. Đó, đánh cho tớ một cái tiết tấu như này. Bát 4 3 2 đập 3 bát 3. Đó. Ok chưa? Thì cái tiết tấu đập thì nó chỉ đơn giản là anh em đập ngón cái vào dây như thế này thôi. Nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì cả. Mỗi thế thôi. Bát 4 3 2 đập 3 bát 3. Nhưng mà hợp âm rê trưởng nhá, thì anh em đánh cho tớ là bát 3 2 1 đập 3 bát 3. Chỉ duy nhất hợp âm rê trưởng thì chúng ta mới chơi như thế này thôi. Còn những hợp âm khác thì chúng ta vẫn chơi là bát 4 3 2. Đấy, ok chưa? Tớ thử lại này cái đấy nhá. Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về cộng với anh. Một người yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi. Em phải buồn nương đâu. Wow, wow. Phong ba sóng gió phủ đầu, anh vẫn đang đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tìm đến. Nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Đấy, anh em có hai kiểu giải để chơi cái bài này cho nó hay hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ đến cái đoạn. Sau đó chúng ta sẽ đến cái đoạn mà ừ thì cây chỉ muốn giữ chặt lá bên đời. Cái đoạn đấy thì anh em cứ giải thôi, cứ giải thôi. Nó vẫn nên giải ở đấy cho nó hay. Không thì anh em thực ra anh em thích thì anh em quạt được, nhưng mà quạt luôn thì tớ thấy nó hơi sớm. Đấy, nhưng mà giải cũng được. Đó, đại khái thế. Ở cái đoạn này thì trước khi mà chúng ta chuyển từ cái đoạn điệp khúc đầu tiên đấy sang đến đoạn phiên khúc thì chúng ta sẽ chơi một đoạn hợp âm. Thì tớ khuyên anh em là nên chơi một cái đoạn hợp âm nó đơn giản thôi. Đấy là anh em chơi cho tớ một cái hợp âm này. Đô này, xong rồi chúng ta chuyển sang si thứ này, xong rồi chúng ta chuyển sang la thứ, chuyển đô cho rê rồi về son. Đấy, nó sẽ rất là vừa vặn, rất là nhẹ nhàng. Đó, ok chưa? Đấy, đấy sẽ là một hợp âm ở đoạn giữa của chúng ta. Anh em cứ giải như bình thường thôi. Đây. Nhìn lá rơi. Đoạn này sẽ không hát gì cả.
À mà chết, sorry. Cái chỗ này nó phải ở trên này chứ. Nhầm. Đấy, nó phải ở đây. Đấy, nó phải ở chỗ này chứ. Đấy. Sau đó đánh xong câu đấy. Vào đoạn vương 2. Ừ thì cây chỉ muốn giữ chặt lá bên đời, từng sợ một cơn gió kia sẽ đến dạo chơi, sợ rằng cơn gió thật vô tình, cây ngậm ngùi phải nhìn lá rơi. Sau đó quả cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh, yêu đang khó quá thì chạy về không với anh. Quạt nhé, thì anh em chơi cho tới một cái tiết tấu quạt như này, nó rất là nhẹ nhàng thôi. Tiết tấu quạt của chúng ta nó sẽ trông như sau: xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ xuống lên. Đó, đây sẽ là tiết tấu của chúng ta trong mỗi một cái hợp âm ở cái đoạn chorus, đoạn điệp khúc này. Đó, ok chưa? Xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ xuống lên. Đơn giản thế thôi. Đây. Cây không muốn lá rơi cành khi lá vẫn còn xanh, yêu đương khó quá thì chạy về khóc. Đấy là tiết tấu của toàn bộ cái bài này của chúng ta. Có mỗi thế thôi. Và ở bài này chúng ta sẽ cũng đoạn gọi là lên tông. Đây mới gọi là địa ngục này. Đấy. Anh em chưa đến đoạn lên tông thì mọi thứ nó vẫn còn dễ lắm. Đây, đây chính là đoạn lên tông của chúng ta. Lên nửa tông. Bài này thì chúng ta sẽ chuyển sang những vòng hợp âm rất là khó. Đấy là đầu tiên chúng ta sẽ có đô thăng. Anh em thực ra là nếu như anh em muốn kiểu cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn ấy, thì một là anh em không lên tông. Hai là anh em có thể đang chơi giữa chừng này, dừng tay lại một tí, xong rồi kéo capo lên. Cây không muốn lá thì dành khi lá vẫn còn xanh. Đấy là kiểu hơi thô thiển một tí nhưng mà chơi thì nó dễ hơn. Còn không thì anh em sẽ phải chơi toàn bộ hợp âm nó như này nhé. Chuẩn luôn này. Đô thăng. Đô thăng này anh em sẽ chơi tầm một dạng hợp âm người ta gọi là đô thăng số 2. Nó sẽ nhẹ tay rất là nhiều. Đấy là chúng ta chặt toàn bộ khoảng 4 lại. Một nút đây, à bút đây, đánh từ dây 5 trở đi. Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Rê thăng. Rê thăng thì anh em giữ nguyên cái hợp âm đô thăng này của tớ. Anh em kéo lên 1, 2 khoang. Chúng ta sẽ có rê thăng. Yêu đương khó quá. Đô thứ thì anh em sẽ giữ nguyên như này nhá. Anh em lùi về 1, 2, 3 khoang. Anh em cho thêm ngón giữa vào dây 204. Chúng ta sẽ có đô thứ. Yêu đương khó quá thì chạy về không với. Sau đó anh em sẽ có pha thứ với anh. Hơi khó. Là chúng ta sẽ chặn toàn bộ khoang 1 lại. Toàn bộ khoang 1. Sau đó cho ngón út vào đây. Ngón nào bút vào đây. Với anh. Bắt là dây 6. Một người luôn yêu em nhất. Ui, luôn yêu em nhất nhé. Thì hai cái ngón này của các bạn này nhảy xuống cho tới hai dây dưới. Đấy. Cho thêm ngón giữa vào vị trí dây 2 khoang 2. Một người luôn yêu em nhất. La thăng thứ. 3 dây 5. Chắc chắn sẽ không mơ đi. Rê thăng vẫn thế. Khiến em phải buồn đường đâu. Được đâu. Thì anh em sẽ chặn toàn bộ khoang 4 lại. Cho một ngón giữa vào đây. Ngón út vào đây. Ngón áp út vào đây. Buồn đường đâu. Phong ba sóng đô thằng này. Đấy. Đô thằng này. Sống đến về thằng này. Tình yêu có đô thứ thì từ đến với pha trường. Pha trưởng là nó dây là cái pha thứ lúc nãy, nhưng mà anh em cho thêm ngón giữa ở đấy. Pha trưởng sao anh cũng vui lòng, người anh trai đến suốt đời này. Mì trắng đấy. Mì trắng áo son thằng. Đây là tập bộ hợp âm chúng ta. Ôi trời ơi, nó rất là khó. Đến đoạn này thì hợp âm anh em sẽ phải tập chặn nếu anh em muốn lên tông để chặn cho nó chính xác. Còn không thì anh em phải chấp nhận mình kéo capo lên thôi. Intro của bài này thì anh em đánh cho tớ một cái vòng là đô, xong rồi si thứ, xong rồi la thứ, chia đôi rê về son. Đấy. Si xong rồi la là...
chia đôi trở về, chúng ta về son. Và bài mùi hương hoa diên vĩ hay là hương tóc mềm. Đó, đấy cho tôi lại dành phòng vậy. Bài này thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Giờ tôi sẽ demo nhé. Giờ tôi sẽ demo cho anh em nhé. Bài này chỉ có mỗi thế thôi. Thì nếu mà anh em lại thích tớ làm được dẫn bài gì thì lại để dưới phần comment, tớ lại đi xin bản quyền. Được làm thì tớ sẽ làm luôn. Đấy, đơn giản đấy rồi. Ok, hẹn anh em dưới khác nha.